Show nha. Chào mừng các bạn quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay mình làm vlog này để hướng dẫn một số anh em mà chơi Igu, mới chơi như Lim á, mà đối với những cái chú mà nó nhát, có nghĩa là anh em mua về nhà để chuồng mới mà nó không có tương tác với mình á, bắt ra mà nó hay có cái dấu hiệu mà tung chuồng mà tự sát á, thì đây Lim sẽ chỉ cho anh em một cách. Thì cái cách này Lim cũng được cao nhân chỉ lại thôi, có nghĩa là anh em đừng bao giờ chơi với bé vào ban ngày, mà phải để khoảng chiều tối 7-8 giờ cho đi á, anh em tắt đèn hết rồi, lúc đó mấy bé mới dịu rồi đó, thì anh em sẽ chơi với bé một cách từ từ đó. Thì lúc này bé sẽ vẫn còn sợ nha anh em thấy không, nhưng mà mấy bé không có cái kiểu mà tung chuồng khi mà mình bỏ tay cho mình bắt nữa đó. Chứ còn nếu ban ngày là nó sẽ tung mà chảy máu mũi luôn á. Nhưng mấy em này nè, ban ngày nếu mà như mà đâu mà bắt thì nó sẽ tung gãy lỗ mũi luôn, bể cái mũi mà chảy ra máu luôn. Còn như ban đêm thì các em nó sẽ bình tĩnh hơn đó, anh em thấy không. Chứ còn ban ngày mà thí dụ mà tọt tay vô như vậy nè là nó chạy rồi, nó tung nó tự sát rồi, chứ nó không có để cho mình rờ chỗ này đâu đó. Thì ban đêm á, thì theo anh mình chỉ á, thì ban đêm á thì cái tính con mò sáng nó sẽ đầm lại, do một phần nào đó nhiệt độ và môi trường đó. Thì ban ngày nó nóng nó được, đặc biệt là mùa này thì cái con mò sáng nó khá là hung hăng và nó sẽ có kích động, còn ban đêm thì nó sẽ tính nó sẽ đầm lại. Và nói chung là khi mà ban đêm á, khi mà chuyển qua bắt đầu cơ chế nghỉ ngơi rồi đó, thì cái con bò sát tính nó cũng sẽ đầm lại đó. Thì đây là một cái cơ hội thích hợp để anh em vuốt ve nó, anh em gần gũi với nó. Thì tất nhiên ở giai đoạn này thì anh em không được tắm nha, bò sát mà anh em tắm ban đêm là dễ bị phổi lắm đó, nên anh em cứ vuốt ve nó thôi, tương tác với nó. Thì có thể anh em tương tác bằng mắt trước, nhìn để cho nó không hoảng sợ trước, rồi anh em bắt đầu cho tay vào vuốt ve thì mấy em nó sẽ ngoan ngoãn lắm đó. Thì Lim được chỉ cách này và Lim thực hành liền và Lim thấy rất ok, thì Lim chia sẻ lại với anh em. Còn anh em á, theo Lim mà hôm nay Lim làm nhiều cái chuồng rồi, thì Lim mới chơi mà Lim làm rất nhiều chuồng rồi, khoảng 10 chuồng rồi. Và nếu mà chơi Igu thì Lim thấy là nên bỏ một chậu nước như thế này, có quá không thấy. Còn giá thể thì anh em có thể lót cỏ giả như thế này, hoặc là sơ dừa thì rất dễ quét mấy cái dơ rau quả hay là đồ thức ăn dư thừa. Còn khi mà anh em có một cái chậu nước á, thì Lim dám chắc 100% luôn là nó sẽ ỉa vào chậu nước rất là nhiều. Ví dụ này ỉa 10 lần sẽ 9 lần vào chậu nước, anh em chỉ cần việc thay nước hàng ngày thôi. Thì cái việc anh em lấy cái xô nước ra, anh em tráng, anh em đổ là anh em đổ nước mới vô, nó rất là nhanh lẹ, nó chỉ tốn của anh em khoảng 1 phút thôi. Không lẽ mà mình chơi động vật mà mình không có 1 phút để thay đổi cái xô nước đó, thì cái việc đó nó làm cho chúng ta rất là thoải mái, không có cần phải làm ở dưới là bằng lưới để cho rớt xuống cái khay hay là gì hết đó. Tại vì đôi khi một số nhà anh em chơi trong nhà, cái việc mà Igu mà nó thị ra nó xuống dưới á, mà anh em để mấy ngày á, thì nó rất là mất vệ sinh và nó hôi nhà. Ví dụ như chơi như Lim nha, không thể nào để việc mất vệ sinh trong nhà được, có con nhỏ nữa rồi vợ nó cũng sẽ không thích. Thì khi mà mình làm như vậy á, thì nó ỉa vào nước sẽ không hoàn toàn, không có một chút mùi hết. Chuồng của Lim đây Lim chơi á, chuồng 2 con, chuồng 1 con, không có chuồng nào có mùi hết, nên anh em cứ làm y chang vậy đi, Lim thấy chơi rất là ok đó. Về chuồng này là hai bé, này là hai bé hết hai bồ, Lim hết hai bồ mình mua của Nam Ngô Farm. Thì nói chung là hai bé này thì rất là đẹp, chính thân Nam lựa cho mình, từ gai mũi cho đến gai lưng cho đến không tật lỗi hết. Thì cái dòng này á, nó như Lim đã nói vì trong cái video trước á, là dòng hai bồ hết hai bồ á, thì nó sẽ có khả năng là 25% ra hai bồ. Khi mà Lim phối hợp như vậy á, thì nó sẽ có 50% ra hết hai bồ và 25% nó ra hai bồ đó. Thì lúc đó thì cái xác suất ra hai bồ nó sẽ nói chung là cũng khá là tốt. Thì Lim mới mua một cặp này để cũng mục đích là âm mưu để mà lai tạo. Chứ thật ra thì bề ngoài thì nó không có khác một con riêng bình thường đâu nha anh em, nó y chang á, nhưng mà cái gen trong người nó là mang gen hết hai bồ đó. Thì bây giờ mỗi con này là nó sẽ có 50% gen, 25% gen hết hai bồ, khi hai con nó phối hợp lại nó sẽ ra 50%. Thì anh em lai tạo thì một đời con nó lai cẩn bước với nhau nữa, thì cái gen hai bồ nó càng có khả năng xác suất ra càng cao. Ở đây ở cái gen hai bồ thì anh em tìm hiểu trên mạng á, gen hai bồ là gen mất đi sắc tố đen, thì cái con riêng nó sẽ xanh đậm đà và nhìn nó đã hơn đó, nói chung là nhìn nó thích hơn. Nói chung là anh em bỏ đi các sắc tố trội càng nhiều á đó, để lại cái màu, cái tông màu của nó xong sạch sẽ thì rất là đẹp. Nó cũng như con Red vậy đó anh em, Red thì nó có
hết hai bộ red nè, rồi hai bộ red, rồi nó có cả cái dòng cao cấp hơn nữa là dòng Goro. Thì Goro nó bỏ luôn cả sắc tố xanh lá cây. Thì đối với cái con red mà nó bỏ đi sắc tố xanh lá cây là nó ra một cái con gọi là phải nói là siêu đỏ. Chứ thật ra những cái con red bình thường là anh em thấy là nó chỉ màu cam thôi, cam sọc đen. Thì còn như cái con mà nó gọi là super red á, thì nó cũng là màu đỏ hơn thôi, nhưng mà nó vẫn còn sọc đen. Còn dòng hai bồ á, thì nó sẽ bỏ đi sắc tố đen đó và nó làm cho cái màu đó trở thành cam đậm hơn. Còn khi mà như là cái dòng Goro á, thì nó là gần như đỏ hoàn toàn nha anh em. Nó đỏ đậm lắm, anh em thấy ở ngoài là anh em ghiền liền á đó. Còn mình mới chơi thì nói chung là từ chi phí cho đến kinh nghiệm thì mình không bao giờ mình dám đầu tư một con như vậy liền, là mình phải chơi cái dòng cùng lắm là trung cấp như vậy thôi. Còn hoặc là anh em nào mà tập chơi thì nên chơi một cái dòng thường trước để mình hiểu về con Igu, sao mà mình hãy nâng cấp lên. Tại vì anh em đầu tư quá nhiều vào một cái con đầu tiên mà nó có vấn đề gì á, đó, thì anh em sẽ rất là dễ bị nản. Môn chơi nào cũng vậy hết, đừng có nhảy vô mà chơi một cái dòng cao cấp liền thì nó cũng tương đối nó mệt. Trừ khi nào anh em có một cái người nào đó ở bên cạnh mình, bạn bè thân của mình á, hoặc là anh em của mình chơi trước rồi mà chỉ bảo chia sẻ tận tình á, thì anh em bước thẳng cửa. Thì cái đó là liên khuyên là nên chơi thẳng cửa. Còn ví dụ như anh em mà chơi đơn lẻ hoặc là không có bạn bè đó, hoặc là bạn bè ở xa quá thì nên chơi một con thường trước, rồi anh em chừng nửa năm năm sau là anh em chơi một con VIP được rồi. À, thì cái Liên muốn chia sẻ hôm nay là cái vụ mà thuần Igu, những cái con khó thuần đó, rồi về đêm là nó sẽ dễ nhất. Còn như ban ngày Liên bắt mấy con này nhưng thấy nó tông vô mấy cái chuồng, tuy là Liên làm lưới là lưới nhựa anh em thấy không, mà nó tung vô còn xịt máu mũi á, khi lưới sắt là coi như xong á, bể bể mỏ luôn, giống giỡn đâu đó. Thì ban đêm thì mấy em nó rất là hiền đó. Thì nói chung là về bò sát á, thì thắp đèn á, thì nó là đèn này là đèn phối hợp như Liêm nói với hỏm một va và UVB đó, thì nó đều giống nhau hết, nó như con rồng bốc hết không có gì hết. Nhưng mà cái này á, cái chuồng hai tầng này á, thì Liêm mở đèn suốt từ sáng tới 6 giờ chiều được, tại vì khi nó nắng quá nó sẽ xuống dưới nó trốn được. Liêm theo không thấy có biểu hiện như là bên rồng bốc mà mở quá thì nó sẽ bị mệt người rã người, chứ còn bên con này thì mở hoài nó vẫn sung. Thì anh em nói chung là đối với những con mới về thì anh em nên hạn chế tương tác, chứ đừng có. Liên thấy một số anh em chia sẻ là bắt nó chơi với nó 20 phút mỗi ngày thì nó sẽ gọi là nhanh thuần hơn, nhưng mà cũng tùy con. Anh em chỉ đúng trong cái phương diện là những cái con đó nó dễ tiếp xúc với người. Vậy như cái con này nè, Liên thầy với anh em mỗi lần bắt nó là lấy sẹo trên cơ thể mình, hoặc là mỗi lần bắt nó là nó tung chuồng. Dùng đủ cách hết rồi, anh em chỉ kẹt kiến nè đó, rồi bắt cái con nhỏ hơn ra kè nó để cho nó sung hay dụ bằng thức ăn gì đi mấy, hoàn toàn không có tác dụng đối với những con mà nó gọi là nó hơi bị nhát như thế này. Chỉ có ban đêm thôi, rồi tương tác với nó từ từ dụ nó lên thì nó sẽ gần gũi với mình từ từ, rồi lúc đó mình mới tập cho nó vào ban ngày. Tại vì ban ngày cái tính lúc đó của nó là sẽ nó tương đối là năng động hơn đó, thì lúc đó là nó sẽ khó thường. Thì anh em mình sẽ chơi theo cái chiêu này, nghĩa là tương tác vào ban đêm trước rồi mình sẽ tương tác vào ban ngày đó, thì cái con Igu mình nó sẽ quen hơn. Thì thật ra nó lạ là nó lạ một cái môi trường sống mới là nó đã lạ một phần rồi. Cái thứ hai là hồi nào giờ á, ví dụ như những con mà Liêm bắt như vậy á, là bắt từ trại ra thì nó không có quen với bàn tay hơi hám con người đó, nên cái việc tiếp xúc với hơi người nó khó lắm. Còn anh em mà bắt đầu chơi với nó được khoảng một tuần thôi là bắt đầu nó quen với cái hơi người rồi, thì khi đó nó biết anh em không phải là kẻ thù của nó, thì mình bắt nó nghe cái hơi của mình là nó sẽ biết đây không có gì là nguy hiểm hết, nên sẽ nó không có tỏ ra cái bản năng tự vệ của nó, thì lúc đó nó sẽ rất là đầm tính và dễ thương. Thì cái loài Igu này như Liêm nói cái clip trước á, thì chơi nó khó nhất là thuần thôi, chứ còn một khi Igu đã dễ dàng thuần rồi thì nó rất là thân thiện, anh em có thể thả rong trong nhà như chó mèo vậy đó. Rồi video clip hôm nay Liêm chỉ muốn nói về việc thuần Igu thôi nha anh em. Rồi chúc anh em có một con Igu đẹp nha, xin chào anh em.